ra bên này đi. Kệ đó, xem làm gì. Yeah. Kệ. Biển số xe này. Sếp chả làm gì anh cả. Chả sao mà. Trách nhiệm. Chả sao cả. Kéo cái cửa lên. Tôi lùi lại đi. Kìa, anh kia bảo đi đi. Chồng cứ đi sang bên này đi. Chồng đi cho đi, nhanh đi. Chợ đéo rồi. Chồng hạ xe xuống. Làm sao anh? Trái vượt trả cho vượt. Có nghĩa là anh ấy say rượu rồi anh hiểu không? Anh ấy đi lạng lách đánh võng bên em xin vượt thì anh không cho vượt. Tôi quay đi, ông sợ đi, cứ quay đi. Nhưng mà để im để cho ơi. Cứ quay đó. Mình sai lè lè thôi còn nói cái đéo gì mà nói. Cứ quay đi. Thôi đi đi chồng. Kệ, kệ cho quay cho nó xuống tí. Sợ kìa. Quay rồi, tí thằng này ra ngã tư Hân Quang em địt mẹ ô. Hố bây giờ hố không? Không có hố đâu. Không có. Cứ đi đi, à nó có cái đấy. Đi đi dịch sang bên này một tí. Đi đi.